quả và chim sẻ. Ngày xưa ngày xưa, ở trong một khu rừng nọ, có chú quạ vô cùng kiêu ngạo và tự mãn. Chà chà, không khí buổi sớm mai mới thích thú làm sao. Này anh quạ, sao mới sáng ra mà anh ầm ĩ rồi thế? Có để cho mọi người ngủ không hả? Tầm này cô dậy dần cũng được rồi cô chim xanh ạ. À, cô có biết tôi vừa thức giấc từ khi mặt trời còn chưa mọc, bay qua con sông ngoài kia, rồi lại bay về để hít thở và tập thể dục không hả? Ôi dào, chỉ là bay qua sông thôi mà, có gì để nói đâu cơ chứ. Cô tưởng bay qua sông mà dễ ấy à? Tôi thách cô làm được đấy nha. Chỉ có những loài có sải cánh rộng và sức khỏe dẻo dai như tôi mới có thể bay qua được thôi. Anh lại bắt đầu cái giọng khoe khoang rồi đấy. Tôi nói cho anh hay, hôm trước tôi vừa thấy chim sẻ tự mình bay qua sông đấy nhé. Không nhất thiết phải to con như anh mới làm được điều đó. Đừng có mà ở đó tự mãn, ta đây hơn người. Trừ khi có chim sẻ ở đây, còn không đừng hòng tôi tin điều đó. Làm sao chim sẻ nhỏ bé như vậy có thể tự bay qua con sông lớn nhường đó chứ? Này cô chim sẻ, lại đây tôi bảo. Có chuyện gì mà cô gọi tôi thế? Cô chim sẻ, anh quạ đây không tin là cô có thể bay qua con sông rộng ngoài kia. Cô hãy nói cho anh ta biết điều đó là sự thật đi. Đúng là vậy, từ ngày bà tôi ở bên kia sông bị ốm, ngày nào tôi cũng bay qua đấy thăm nom. Nhìn trông tưởng xa xôi vậy thôi, chứ bay quen thì thấy cũng đơn giản ấy mà. Anh thấy chưa, cái việc anh bay qua sông chả là cái gì cả. Nên xin anh, từ nay đừng có dương dương tự đắc, cho là ta đây hơn người nữa đi. Đã vậy thì tôi sẽ thách đấu với chim sẻ một phen. Ngày mai, tất cả hãy tới bờ sông, để xem tôi và chim sẻ ai bay sang bờ bên kia nhanh hơn. Được, tôi nhận lời thách đấu của anh quạ. Còn cô chim xanh, tôi thách cô gọi tất cả muôn loài tới chứng kiến cuộc tranh tài của chúng tôi vào ngày mai đấy. Chuyện đó khó gì. Con chim xanh với con sẻ kia trúng kế ta rồi. Tự dưng có cuộc đấu này cũng hay. Như vậy chả phải lời cho ta quá hay sao? Chỉ cần thắng trận này, ta sẽ nổi tiếng vang danh thiên hạ. Con sẻ ranh kia làm sao mà vượt nổi ta chứ. Chả mấy khi khu rừng này có cuộc so tài sôi nổi thế này nhỉ. Mọi người thử đoán xem ai sẽ thắng. Ôi dào ơi, theo tôi thấy thì chẳng cần thi thố làm gì, đương nhiên là quạ sẽ thắng rồi. Chị hãy thử mà nhìn xem, anh ta to hơn chim sẻ bao nhiêu, bay vù một phát là sang sông rồi còn đâu. Đúng đấy, chim sẻ chỉ có nước ngửi khói mà thôi, lấy đâu ra cửa thắng tôi chứ. Đúng là trứng chọi đá. Đấy, thấy chưa, quả này mà đã xếp số 2 thì không ai số 1. Con sẻ kia chỉ là kẻ lót đường cho mình mà thôi. Bây giờ tôi xin phép được thông báo cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Quả và sẻ mỗi người ngậm một viên đá, bay từ bờ bên này sang bờ bên kia xong, ai buông được viên đá xuống bờ bên kia trước sẽ là người thắng cuộc. Mời quả và chim sẻ vào vị trí. Kìa anh quả, tôi đã ra hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi, sao anh còn chưa bay đi? Tôi sẽ nhường chim sẻ bay trước một đoạn, dù gì thì phần thắng cũng nằm trong tay tôi rồi. Ôi, anh quả quả là chơi đẹp, còn chấp đối thủ thắng một đoạn xong. Thế mới là kẻ mạnh nhất chứ. Mọi người hãy chờ đây, đợi tôi chiến thắng trở về. Bay được có tí teo thế thì làm được gì cơ chứ. Đấy, bay dèo cái đã tới bờ rồi. Cuộc thi này đúng là không cần thi ta đã thắng rồi. Không phải bàn gì nữa, ta là số 1 trong khu rừng này.
không ai có thể giỏi bằng ta. Ôi, viên sỏi rơi xuống mất rồi. Trời ơi, như này thì ta thua con sẻ kia rồi còn đâu. Tức ơi là tức, chỉ vì một giây không cẩn trọng, ta đã để tuột chiến thắng khỏi tay rồi. Hoan hô chim sẻ, chim sẻ thắng rồi. Chim sẻ giỏi quá, bay một lèo sang sông mà không làm rơi viên sỏi giữa đường. Đúng vậy đấy, phải tôi là chịu thua rồi. Con sông rộng như vậy mà sẻ có thể bay qua một cách dễ dàng. Quả to xác là vậy, mà cuối cùng đành chịu thua chú chim sẻ bé nhỏ. Ở đời đúng là không nói trước được gì. Ôi dồi ôi, tưởng ông quả thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ huênh hoang. Quả, quả. Vì quá xấu hổ, quả phải bỏ rừng tìm tới nơi khác sinh sống. Cũng từ đó, người ta cho rằng tiếng kêu của quả kẻ thua cuộc trong cuộc thi là điều xui rủi. Người ăn mày và món quà của lòng nhân hậu. Tính tôi không thích dòng do. Tôi biết cậu đang qua lại với con bé Lena nhà tôi. Hãy chấm dứt mối quan hệ này ngay. Thưa bác, ngay từ lần đầu tiên gặp Lena, cháu đã nguyện sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy cả đời này. Mong bác... Cậu nghĩ cậu xứng với con bé sao? Một kẻ mạt trệp như cậu, thân mình còn chưa lo nổi, thì sẽ chăm sóc cho con bé như thế nào? Dù công việc của cháu có mức lương không cao, nhưng cũng đủ sống. Cháu sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, để Lena không phải vất vả à? Vậy thì cậu hãy chứng minh là cậu có thể lo cho con bé đi. Khi nào cậu kiếm đủ 10.000 bảng Anh mang tới đây, lúc đó chúng ta mới có thể nói chuyện tiếp được. Anh đừng lo, từ từ chúng ta sẽ thuyết phục được bố. Anh hiểu. Nếu anh là ông, anh cũng chẳng bao giờ gả cô con gái vàng của mình cho một kẻ nghèo mạt trẹp như anh. Nhất định sẽ có cách, Victor ạ. Em tin tình yêu của chúng ta sẽ khiến bố mềm lòng. 10.000 bảng Anh mới khiến ông mềm lòng được. Ông đã ra điều kiện, anh phải có 10.000 bảng Anh thì mới cho anh cơ hội. Lena, Lena, con định nhịn đói tới bao giờ? Bố mẹ đẻ con, nuôi con khôn lớn, không phải để con đày đọa bản thân vì một kẻ người dưng nghèo kiết xác như vậy. Con nói rồi, con sẽ tuyệt thực đến khi bố đồng ý chuyện con và Victor. Đừng ngu ngốc như thế. Smith mới là người xứng đáng với con. Nó sẽ cho con cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Nếu không lấy được Victor, con sẽ không lấy ai cả. Thay đồ đi, Smith sắp tới rồi. 5 phút nữa, nếu không có mặt ở dưới nhà, đừng trách ta mạnh tay. Ông bình tĩnh, để tôi lựa lời khuyên giải con. Đừng cứng với con bé, kéo lại hỏng việc. Tùy bà, con gái cưng của bà đó. Đúng 5 phút nữa, tôi muốn nó có mặt dưới nhà. Cái cửa này chẳng ngăn được ta đâu, Lena. Lena, mở cửa cho mẹ. Sự cố chấp của con bây giờ không phải rất ngốc nghếch sao? Con muốn gặp Victor phải không? Mẹ sẽ giúp con. Mẹ, mẹ giúp con thật chứ? Nếu con chịu thay đồ trang điểm và đi xuống nhà, mẹ sẽ nói với bố khoan nói với Smith. Ra mắt nhà nàng về mà mặt cậu như bánh đa nhúng nước thế kia. Có chuyện gì? Bố Lena phản đối quyết liệt chuyện tôi và cô ấy. Sao tôi không ngạc nhiên nhỉ? Ông ấy vốn nổi tiếng cưng con như vàng, lại nghiêm khắc. Chờ chút tôi đi lấy nước. Cậu muốn uống gì? Chú Adam, mình nghỉ một lúc nhé. Chào chú. Chú là mẫu mới của Daniel à? Cháu chưa từng gặp chú trước đây. Cậu Daniel gặp tôi ngoài đường nên mời tôi làm mẫu. Tôi cũng muốn thử. À, thì ra ông ấy là người ăn xin mà Daniel đã gặp ngoài đường. Cậu ấy còn trả tôi 10 xu một giờ, nên tôi nghĩ tội gì không làm. Cái gì? 10 xu một giờ thôi sao? Cậu ta đâu phải người keo kiệt đến vậy. Chắc cậu ấy nghĩ ông già ăn xin có được từng đấy tiền là tốt lắm rồi. Daniel chắc hành chú dữ lắm. Khi vẽ, cậu ta như con người khác vậy. Nhưng cậu ấy là họa sĩ có tài, chắc chắn bức chân dung của chú sẽ rất tuyệt. Tôi chẳng mong gì hơn. Kể tôi nghe có chuyện gì ở nhà Lena đi. Bố Lena phản đối. Ông ra điều kiện tôi phải có ít nhất 10.000 bảng thì mới cho chúng tôi cơ hội.
Ông ấy biết dù tôi có làm trục xương ở mỏ than thì cũng chẳng bao giờ có được số tiền đó. 10.000 bảng hả? Ông ta không bao giờ cho phép cậu và Lena cưới nhau nên mới đưa ra điều kiện không tưởng như vậy. Trừ phi có một ông tiên hiện ra ban cho tôi điều ước chắc. Cậu là họa sĩ tài năng nhất mà tôi từng biết. Các bức tranh nếu được đánh giá đúng thì cậu sẽ trở nên nổi tiếng. Quên chuyện đó đi. Hay, Lena thì sao? Cô ấy có biết bố cô ấy đặt điều kiện vô lý ấy không? Lena khóc suốt. Cô ấy đang tuyệt thực. Tôi phải làm sao bây giờ Daniel? Tôi không thể mất cô ấy được. Lena tuyệt thực cơ à? Thế thì chưa chờ nổi đám cưới, có khi cô ấy thành xác khô rồi. Tôi chẳng gặp được Lena. Cô ấy không được ra khỏi nhà. Đi đâu cũng có vệ sĩ đi kèm. Sao cô cứ đâm vào chỗ khó không vậy? Tôi cũng thấy bế tắc thai cho cậu đó. Chào chú. Chú chắc chưa ăn tối. Nhà cháu gần đây thôi, còn ít đồ. Cháu sẽ nấu nướng bữa tối nay cho chú cháu ta. Cảm ơn cậu. Xin lỗi, cháu không mời được chú món ngon hơn. Nhưng cũng không đến nổi phải không? Không, đây là bữa ăn ngon nhất của tôi đó. Cảm ơn cậu. Lúc nãy tôi có nghe chuyện của cậu. Cậu cũng là họa sĩ à? Đã từng à. Nhưng sau lần bị tai nạn, tay cháu không còn vẽ được, nên giờ cháu làm công nhân thôi. Tôi có thể xem chúng không? Ôi, chỉ là những bức tranh bình thường, chứ cứ tự nhiên. Cậu chưa từng có ý định bán chúng hả? Ai thèm mua hả chú? Cháu vẽ gì thích thôi. Tôi lại nghĩ chúng thực sự đặc biệt đó. Lena, sao em lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Mình bỏ trốn đi Victor. Hãy đưa em đi thật xa nơi này. Chuyện gì thế em? Bình tĩnh, kể anh nha. Bố em bắt em cưới gã Smith. Ông đã sắp đặt hết rồi. À, đây là chú Adam, bạn anh. Anh mời chú ấy tới ăn tối. Chú Adam, đây là Lena, người yêu cháu. Cháu chào chú hả? Chào tiểu thư. Có lẽ đã đến lúc tôi nên về. Cảm ơn cậu vì bữa tối rất ngon, Victor. Chú hãy cầm chút tiền này đi ạ. Cậu còn khó khăn mà. Sao lại cho tôi tiền? Nhưng cháu nghĩ chú còn vất vả hơn cháu. Chú cứ cầm đi, đừng suy nghĩ gì. Trong lúc này mà cậu vẫn nghĩ cho người khác sao? Chúng ta không còn thời gian đâu Victor. Em nghe lén được cuộc nói chuyện của bố mẹ. Tuần sau họ sẽ lừa em phải đến lễ đính hôn. Có lẽ bỏ trốn là cách duy nhất để hai người có thể ở bên nhau, Victor. Tôi sẽ cố gắng giúp hai người. Bỏ trốn đâu phải là cách. Với kẻ mồ côi như anh, em là tình yêu, là người thân duy nhất. Nhưng em còn bố mẹ, họ là gia đình. Giờ em không thể không gặp họ cả đời được. Victor, nếu không làm thế, chúng ta không thể ở bên nhau. Em đã bỏ lại cả gia đình để ở bên anh, mà anh không dám làm gì vì em sao? Nếu vậy, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa đâu. Lena, Lena, chờ anh đã. Bố Lena đã chuẩn bị xong cho lễ đính hôn của cô ấy vào cuối tuần. Tôi nên làm gì bây giờ đi Daniel? Một ông tiên cho cậu 10.000 bảng chân. Chào ngài Adam. May quá, tôi đang định đến nhà ngài. Bức chân dung của ngài đã xong rồi. Tôi sẽ chuyển nó tới nhà ông hôm nay. Ồ, vậy sao? Tao nóng lòng muốn xem bức tranh đấy. Ngài chính là ông già ăn xin ở nhà Daniel đấy sao? Victor, đừng vô lễ. Ngài Adam là tỷ phú giàu nhất nước Anh, thậm chí cả châu Âu đó. Sao có thể là ăn mày được? Tôi xin lỗi. Tại lần đầu gặp ngài, nhìn ngài ăn mặc tôi tưởng ngài là... Tôi thất lễ quá. Không sao. Lúc đó ta muốn đóng vai là người ăn mày để làm mẫu. Thì cậu hiểu nhầm như vậy, tức là ta thành công rồi còn gì. Ngài Adam, tôi vẫn không hiểu. Ngài là tỷ phú, tại sao lại ăn mặc như một kẻ ăn mày, rồi còn vẽ chân dung trong bộ dạng đó? Ta vốn cũng chỉ là một gã ăn mày, nên muốn Daniel vẽ chân dung mình trong hình dáng ấy, để con cháu ta không bao giờ quên gốc gác của chúng và trân trọng những gì đang có. Ngài từng là ăn xin sao? Thật không ngờ. Victor, ngài Adam nhờ tôi gửi cái này cho cậu. Ngài ấy gửi gì cho tôi vậy? Tôi cũng không biết nữa. Cậu thử mở ra xem sao. Victor, cậu là một họa sĩ có tài và có tấm lòng nhân hậu. Ta hy vọng 10.000 bảng sẽ đủ mua các bức tranh của cậu,
vì chúng xứng đáng được nhiều người chiêm ngưỡng hơn là nằm ở một góc phòng. Trời ơi, ông ấy gửi cho tớ một tờ séc trị giá 10.000 bảng. Thật tuyệt, vậy là cậu đã có đủ tiền để cưới Lena rồi. Điều này là thật sao, Daniel? Không phải tôi đang mơ chứ? Tại sao ông ấy lại tốt với tôi như vậy? Ông ấy chả nói trong thư rằng vì tài năng và tấm lòng của cậu đấy sao? Mà chuyện đó quan trọng gì lúc này? Cậu còn không mau mang của hội môn tới nhà nàng đi, hay chờ Lena thành cô dâu của người ta? Cảm ơn cậu Daniel, cậu phải là phù rể của tôi đó. Điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương. Họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. Thứ giúp giành được tình yêu là lòng tốt bên trong con người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.